nhanh truyền lệnh đưa bọn hắn trở về. Lưu Tĩnh Si quá sợ hãi. Phải biết rằng làm vũ trụ hạm đội, kỷ luật nghiêm minh là vị trí thứ nhất, hết thảy chiến hạm điều động đều cần đi qua đồng ý của hắn, nhất là tàu chiến đấu trở lên trên chiến hạm, mà lúc này đã có hai chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, bảy chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu cùng với một chút chiến hạm cỡ nhỏ đi theo bay ra ngoài. Ngay lại nhìn kỹ một chút đi, bọn hắn là muốn khởi xướng tiến công sao? Đường Diệu Đồng có một chút bất đắc dĩ nói. Lưu Tấn Nghị lúc này tập trung nhìn vào. Tiến công cái này một chút bày ra ngoài chiến hạm lời nào có tiến công ý tứ. Bọn hắn trên chiến hạm vòng phòng hộ đã toàn bộ đóng cửa. Tất cả họng pháo càng là không có nửa điểm bổ sung năng lượng ý tứ. Có thể thu thập bên trong chiến hạm đều là thu hồi. Cái này nó là công kích, đến không bằng nó là đầu hàng còn tạm được. Càng quan trọng hơn là vậy mà không có một chiếc tàu chiến hạm hướng về hắn hồi báo, cũng không có mặt khác hồi báo truyền đến. Đường Diệu Đồng đây là có chuyện gì? Hắn đột nhiên xoay người nhìn hắn hầm hầm hướng về vị này. Cho tới nay quan hệ đều có như không thể hợp tác. Phụ trách tình báo, thông tin công tác chính là vị này tổng tham mưu trưởng. Đường Diệu Đồng thở ra một tiếng nói là đã hạ lệnh không muốn thông chi người bên này. Tấn Kiến Quyết Huynh, người vẫn là thật sự không thể là giải thích học viện xử lý các lực lượng ảnh hưởng. Liên bang bất luận cái gì một nhánh hạm đội đều quyết không có thể nào hướng về học viện xử lý các phát động công kích. Đường Môn không nói học viện xử lý các bên trong, người cũng đã biết từng sinh ra nhiều ít cường giả, bồi dưỡng qua bao nhiêu học viên. Người cũng, Lưu Tấn Nghi tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn. Đường Diệu Đồng lại lắc đầu nói, ta không phải bởi vì ta không có tư cách kia, năm đó ta không có thi đấu, nhưng mà gia gia của ta, gia gia tại trước khi chết nói cho ta biết phụ thân, sư lấy khắc vinh quang vĩnh viễn chiếu rọi, vô luận lúc nào nhà của chúng ta hậu đại đều không được cùng với sư lấy khắc là địch. Học viện sư lấy khắc trực hệ học viện hàng năm thù cứ như vậy điểm, thế nhưng người không nên quên, 2 vạn năm trước, trọn vẹn hơn 2 vạn năm trước, đại lục đệ nhất học viện cùng tốt, học viên hậu đại cũng được, có thể sinh ra lực lượng ảnh hưởng có khổng lồ cỡ nào. Lưu Tấn Nghị gầm giữa hét, nhưng cái này là quân đội, các ngươi đều là quân nhân, tư tình để cho các ngươi liền chức trách của quân nhân đều quên sao? Dương Diệu Đồng lúc này cười khổ nói, đúng vậy, người nào đúng, đây là tư tình, thế nhưng ngươi phải hiểu được một sự kiện, sự lấy các chưa từng có bỏ lỡ, bọn hắn chưa từng có làm sai qua lựa chọn gì, càng là không chỉ một lần ngăn cơn sóng dữ cứu vớt liên bang, không có sự lấy các liên bang cũng sớm đã không tồn tại, cho nên làm sự lấy các xuất hiện thời điểm, chúng ta đầu tiên sẽ nghĩ tới, chính là quyết định của hắn là đúng, mà nếu như chúng ta đúng là tại bọn hắn mặt đối lập như vậy, chúng ta rất có thể là sai. Còn có, học viện Sửa Lé Các cùng Đường Môn cho tới bây giờ đã không thiếu khuyết cuồng tín đồ tồn tại. Sửa Lé Các đã không chỉ là vạn tuế, người vẫn chưa hiểu sao, Sửa Lé Các không bao giờ sai. Lưu Tấn Nghi có một chút thất thần lùi lại 2 bước, hạm đội thứ tư quân bộ lại thuồng trực tuyến, danh xưng bền chắc như thép hạm đội thứ tư. Nếu như không phải là bởi vì quân bộ đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, cũng không có khả năng đem cái này cũng không tính quá quang thải nhiệm vụ giao cho mình. Lại không nghĩ rằng cho dù là tại hạm đội thứ tư bên trong, vậy mà cũng có nhiều như vậy học viện sửa lại khác trực tiếp hoặc là gián tiếp tín nhiệm người. Hắn hiểu được mình bây giờ còn như là lệnh công kích, chứ sao cũng sẽ không có nhiều yên chiến hạm nguyện ý hướng về học viện sửa lẻ các cùng đường môn hạm đội phát khởi thế công. Hắn ngày hôm nay mới biết, luôn luôn đến nay vẫn đứng tại trung tâm vị trí đồng thời, 10 phần điệu thấp học viện sửa lẻ các, lực lượng ảnh hưởng đến tột cùng là lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn có khả năng theo không nghĩ tới muốn thống trị liên bang, nhưng bọn hắn lực lượng ảnh hưởng cũng tuyệt đối là ở khắp mọi nơi. Thở sâu có chút thống khổ nhắm lại 2 con người, hắn yên lặng nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đường Diệu Đồng thở dài nói, nghe hắn phải biết bọn hắn đến đây mục đích, nhường đường đi để bọn hắn đi qua, chuyện này chúng ta ngăn cản không được đâu. Lưu Tấn Nghị cười khổ nói, nhường đường ta làm sao hướng về quân bộ bàn giao đây? Đường Diệu Đồng lắc đầu nói, không, hẳn là quân bộ hướng về học viện sửa lại các bàn giao mới lạ. Quân bộ công nhiên vi phạm nghị hội quyết định, lúc trước trợ giúp Long Mã liên bang mệnh lệnh bên trên bằng mặt không bằng lòng, đây là đại nghĩa bên trên sai lầm. Học viện sửa lại các cùng đường môn hạm đội nếu xuất hiện ở nơi này, chưa sợ sẽ là thật sự muốn động thủ. Chúng ta là quân nhân, là vì thủ hộ liên bang mà tồn tại quân nhân, vẫn là ngồi đợi kết quả đi. Chúng ta thật sự không thích hợp tham dự vào chính trị đấu tranh bên trong. Lưu Tấn Nghị nhìn một chút Đường Diệu Đồng, nhìn lại một chút phía sau hắn một đám tướng lĩnh cao cấp. Các người cũng đều cùng học viện sửa lẻ các đường môn có liên lụy. Ban đầu nói chuyện trên kia, trung tướng cười khổ nói, coi như là không có liên lụy, chúng ta cũng sẽ không nguyện ý cùng học viện sửa lẻ các là đường môn đối nghịch. Ngài đừng quên, người nào không hy vọng đời sau của mình có thể đi vào học viện sửa lẻ các học tập, mà học viện sửa lẻ các vĩnh hằng chỉ thụ càng là toàn bộ đố la tình sinh mệnh hạch tâm. Lưu Tấn Nghị trầm mặc, chặn vẹn nửa ngày về sau hắn mới chậm rãi nói, ta hiểu rồi, giải trừ tất cả công kích chuẩn bị, liên lạc với học viện sửa lẻ các kỳ hạm đi.
Đường Diệu Đống đi đến bên cạnh hắn, nghiêm hướng về hắn chào một cái. Làm sao quyết định về sau, Lưu Tấn Nghị trong lòng cũng buông lòng mấy phần. Hắn dù sao cũng là quân đội đại tướng, hơn nữa còn nắm trong tay một nhánh hạm đội. Coi như quân bộ mong muốn xử phạt hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn có chút xấu như cười mà không phải là cười mà nói: nếu là ta không đồng ý ý kiến của các người có phải hay không cũng muốn xa tay với ta rồi. Đường Diệu Đống cười khó nói: làm sao có thể, chúng ta tốt xấu là bạn nối khố, nhiều năm như vậy huynh đệ tối đa cũng liền là cản trở người, nhưng người hạ đặt không được mệnh lệnh thôi, ngược lại chuyện này kết thúc về sau ta nhận đánh nhận phạt. Lưu Tấn Nghị lúc này nhìn thật sâu hắn liếc mắt, thấy chính là Đường Diệu Đống thản nhiên tầm mắt, không khỏi cười khổ nói: ta hiểu rồi, ngươi cũng là vì ta tốt, chúng ta cũng đi nhìn một chút các chủ đi. Kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm trên màn hình lớn, mắt thấy đối diện từng chiếc chiến hạm chậm rãi áp sát tới. Đường Phụ Lân mỉm cười nói: xem ra vạn năm trước lần kia giáo huấn, học viện vẫn là hấp thụ rất tốt, cái này một vạn người, thực sự là cực khổ. Lăng Tử Thần khóe miệng co dần một thoáng: ngươi còn biết có ta cực khổ sao, về sau giao cho ngươi được hay không, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút được hay không? Đường Vũ Lân lập tức cười: không cần giao cho ta, ta già rồi, ta muốn về hưu, ta có nhi tử đấy, người giao cho hắn đi, chân chính việc lớn còn tại đằng sau đấy. Nếu chỉ là hiền vũ cuối cùng thành công, gánh chịu thành phần trách nhiệm hẳn là cũng sẽ xem là khá. Lăng Thử Thần nhìn xem cái kia cùng một vạn năm trước cũng không hề khác gì nhau anh tuấn khuôn mặt, nếu không phải đánh không lại hắn, thật nghĩ cho hắn một quyền, ngươi còn có mặt mũi nói với chính mình như vậy sao? Theo hạm đội thứ tư hướng đi bay tới chiến hạm, từng chiếc chậm rãi đứng sát vào ở học viện xử lý khác, đường môn chiến hạm chung quanh, bọn hắn không có liên hệ bên này, chẳng qua là yên lặng đóng lại trên chiến hạm hết thảy hệ thống. Thậm chí cũng bao quát ánh đèn, giữ vững trạng thái yên lặng, dùng hành động biểu đạt bọn hắn nguyện ý cùng học viên cùng đường môn đứng chung một chỗ. Có một chút chiến hạm thậm chí ngăn tại học viện xử lẻ khác, đường môn hạm đội phía trước. Nếu như đối diện hạm đội thứ tư phát động công kích, như vậy thì bọn hắn đem đầu tiên tiếp nhận hỏa lực. Phải biết đây chính là hạm đội thứ tư, quân bộ chắc chắn nhất người ủng hộ. Lưu Tấn Nghị đại tướng năng lực đồng mặc dù không bằng Bạch Lăng đại tướng, thực lực cũng không bằng, nhưng ở mức độ trung thành luôn luôn là quân bộ vô cùng công nhận, hắn càng là nghị trưởng đồng chính. Thông tin thỉnh cầu kết nối. Trên màn hình lớn, Lưu Tấn Nghị đại tướng cái kia uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Lăng Tử Thần nhìn xem cái kia có một chút cổ đơn biểu lộ, thản nhiên nói: thời gian nửa tiếng nhanh đến đi. Lưu Tấn Nghị cười khổ nói: các chủ ngày khỏe chứ, chứ lần này ta thâm biểu tiết núi là cũng thật sự có lỗi, ta sẽ mệnh lệnh cho hạm đội cho các ngươi cùng Long Mã Liên Bang sứ đoàn hạm đội nhường đường. Lăng Tử Thần nhìn hắn một cái, cũng không có tái xuất nói mỉa mai, thản nhiên nói: cái kia liền nhường đường đi, không lâu sau đó, ngươi sẽ minh bạch quyết định của ngươi là chính xác. Làm thời khắc mấu chốt này, bất kỳ người nào đều không có đi sai bước nhầm lý do, quấy nhiễu quân đội là xử lẽ khác sai, có thể hiện tại chúng ta không có thời gian đi càng giải thích nhiều, còn xin ngươi nhiều hơn lý giải. Ngày khách khí, Lưu Tấn Nghị đại tướng cười khổ gật đầu một cái: ta đây lập tức là mệnh lệnh hạm đội thứ tư sở thuộc nhường xa khu vực phòng thủ, xin ngài thông qua. Về sau chúng ta sở đi hình ảnh, ngươi quay chụp xuống tới phát cho quân bộ, bọn hắn liền sẽ hiểu ngươi vì cái gì là không ngăn trở nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Được rồi, Lưu Tấn Nghị không nghi ngờ gì đáp ứng một tiếng. Hạm đội thứ tư nếu như hắn có thể trưởng khống bộ chỉ huy, cưỡng ép ra lệnh, chỉ là có một nửa hạm đội vẫn sẽ phát động công kích. Có thể là bộ chỉ huy bên này, hắn căn bản là hạ đạt mệnh lệnh không được. Cái kia chiến hạm như vậy lựa chọn tạm thời thoát ly danh sách, cũng làm cho hắn hiểu được chuyện không thể làm. Đó cũng đều là hắn dòng chính thủ hạ, hắn cũng không chịu đựng được tổn thất như vậy. Hạm đội thứ tư chậm rãi chạch hướng nguyên bản vị trí, tay tàu mẹ dẫn đầu phía dưới chậm rãi hướng mặt bên tránh ra. Làm nhiệm vụ bên này cũng sớm đã chuẩn bị xong, khi hắn thấy hạm đội thứ tư chiến hạm bắt đầu hướng về học viện xử lý khác, đường môn sinh thái hạm đội đến gần thời điểm, quả thực là giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là muốn phát động công kích đấy. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, những chiếc chiến hạm kia vậy mà áp dụng lặng im phương thức, đứng ở học viện xử lý khác cùng đường môn bên này, điều này thực lực là làm cho hắn gật nảy cả mình. Hắn hiện tại mới hiểu được, xử lý khác lực lượng ảnh hưởng đến tốt cùng lớn đến mức nào, không đánh mà thắng. Một nhánh vũ trụ hạm đội liền bị dạng này giải quyết, sinh thái hạm đội chậm rãi tiến lên, làm nhiệm vụ hạ mệnh lệnh nhường hạm đội của mình đi theo. Hạm đội thứ tư phương diện tất cả họng pháo toàn bộ quay lại hướng đi, đồng thời buông ra vòng phòng hộ, chứng minh chính mình không có bất kỳ cái gì tiến công ý tứ. Trơ mắt nhìn đường môn của học viện xử lý các hạm đội dẫn theo Long Mã Liên Bang sứ đoàn hạm đội dần dần từng bước đi đến.
Đúng lúc này, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm vị trí lão đại, miệng giống một tiếng chậm rãi phát ra, kéo ra biên độ phi thường lớn, tại trong cổ họng một cây to lớn họng pháo chậm rãi ló ra. Bởi vì lúc này trong lòng đầu phòng hướng ra phía hướng xa, cho nên theo hạm đội thứ tư nhìn bên này đi, xem cũng không rõ ràng. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, một đạo màu xanh biển to lớn cột sáng liền đã đem cái kia Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm trong miệng phun ra.